Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi sáng của ngày 4 tháng 6 năm 2022, thì hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập đến rất nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, và em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đủ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cước phí hôm nay, cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Hiện tại đang là buổi sáng, thì em cũng được gửi lời chúc đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng và giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng dáng hương bạch nhạn. Cô chú anh chị thấy là hàng rất là đẹp, hàng vừa cập bến rất là đẹp cho ai yêu mến cái màu hoa trắng luột nà và hương rất là thơm đấy ạ. Em bán 170.000 trong 1 kg và em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Và lô dáng hương tam bảo sắc hoa vàng, hàng lá xếp bản lá dày dặn và nhiều cây xếp rụt rất là tuyệt vời như thế này, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đó, lâu lắm rồi thì em mới có một cái lô hàng thì về em rất là ưng ý. Cái cây này thì lá nó khá là to, tròn và ngắn cô chú anh chị nhé. Đấy, hàng xếp rụt rất là đẹp. Và cái màu sắc của dòng dáng hương tam bảo sắc hoa vàng thì có những cái bông hoa của nó, có những bông nó sẽ có thể vàng đậm như là cái dòng hoàng nhạn luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, cây rất là đẹp như thế này. Kể cả ngay hiện tại vẫn còn có một số cây đang nụ và nụ nó cũng rất là đậm như vậy cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 170.000 trong 1 kg dòng dáng hương tam bảo sắc hoa vàng này. Sang bên này đây thì dáng hương đuôi sắc. Năm nay thì đuôi sắc em thấy là khá là hiếm. Thỉnh thoảng thì đợi chờ mãi cũng chỉ có một cái ít hàng như vậy thôi. Cây thì không quá lớn đâu cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 180.000 trong 1 kg ạ. Sang bên này là dòng lan hải yến. Cô chú anh chị thấy là hàng vừa về mới và rất là mướt đẹp với những bông hoa tím xinh đẹp cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 130 cho 1 kg. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan nhất điểm hồng. Cô chú anh chị cùng em ngắm những cái bông hoa phải nói là hết sức là xinh đẹp với dòng lan nhất điểm hồng, trắng luột nào với họng điểm một xíu hồng, rất là đẹp như vậy. Em bán với giá là 120.000 cho 1 kg nhất điểm hồng vừa cập bến cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan thông đất hay còn gọi là dâu rồng. Em bán với giá là 110 trong 1 kg. Dòng này cô chú anh chị trồng làm tiểu cảnh hay là đồng thời nó là một cây mà hỗ trợ về điều trị bệnh teo não của tuổi già rất là đắc lực luôn đấy ạ. 110 trong 1 kg, hàng thì rất là đẹp nhá. Sang bên này đây thì em có lô dáng hương đuôi sắc, lá xếp cực kỳ là xinh yêu như vậy này. Đó, tươi roi rói luôn ạ. Đó, cô chú anh chị thấy là hàng rất là đẹp luôn như thế này nhá. Em bán với giá là 120 trong 1 kg. Sang bên này đây thì em có cái dòng hoàng phi hạc, một cái dòng lan bông hoa rất là sắc nét, khi sổ có thể sổ ra khá là nhiều mặt bông, nhiều cái những cái mặt bông sắc màu đẹp. Có những cây sẽ họng vàng, có những cây có thể là họng đen của quý chị. Hàng rất là tươi, dễ thuần, dễ chăm và ngoại vùng miền đấy ạ. Em bán với giá là 140 cho 1 kg. Vảy rồng xanh lá đẹp tuyệt vời như thế này. Đó, với những rề xinh xắn và đã lọc tỉa rất là kỹ luôn rồi đấy ạ. Em bán vảy rồng này với giá là 140.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,5 kg ạ. Sau bên này đây là dòng lan kiếm bích thủy hay còn gọi là kiếm hồng hoàng. Thời điểm bây giờ cây đang bắt đầu lên những cái mầm chồi mới và cũng đang chuẩn bị cho mùa hoa. 80.000 trong 1 kg, 150.000 cho 2 kg cô chú anh chị nhé. Sau bên này đây là cái lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Hàng này về rất là tươi và đẹp luôn. Gà tròn của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị nào mà đã được thưởng thức hoa chắc hẳn có một nhận xét điều rằng là ít có vùng miền nào có mặt bông đẹp như gà của vùng Cao Bằng ạ. Em bán gà tròn với giá là 190.000 trong 1 kg nhé. Sau bên này đây sẽ là dòng kiếm tiên vũ của vùng rừng Tây Ninh. Cây cực kỳ là mướt như thế này. Hàng này là hàng tuyển chọn côn lùn lá ngắn của chú anh chị nhé. Và cái vùng đó cũng có thể sổ ra rất là nhiều những mặt bông đẹp. Cái kiếm vùng Tây Ninh này em xin phép được bán với giá là 110.000 trong 1 kg. Dáng hương quế tím ạ. Dạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Cái dòng dáng hương quế tím thì bên em đã cắt tỉa rất là sạch sẽ luôn rồi. Cây tươi khỏe đẹp. Cái dòng quế tím 140.000 cho 1 kg. 160.000 cho 1 kg. Cái dòng này thì hoa rất là đậm. Em sẽ bán từ 0,3 kg nhé. Cô chú anh chị cùng em nhìn lại cái lô dáng hương tam bảo sắc siêu mượt mà của hàng ngày hôm nay, rất là đẹp. Sau bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo đơn cam. Hoàng thảo đơn cam thì có lẽ ai là những người chơi lan chắc hẳn đều muốn chinh phục cho mình những cây đơn cam. Hiện tại cây đang lên mầm nhé.
Đấy, cây đang lên mầm như vậy này cô chú anh chị này. Em bán hoàng thảo đơn cam với giá là 620.000 trong kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg luôn cô chú anh chị ạ. Cây đang lên những mầm chồi tơ mới ạ. Với 0,1 kg cũng thoải mái cô chú anh chị sưu tầm rồi. Sau bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo xoắn với giá chỉ có 230. Cây hàng này thì nó rụng lá ấy, cô chú anh chị. Nhưng mà đảm bảo cho cô chú anh chị cây giống mình nhá, đảm bảo cây giống luôn ạ. Đấy, cây khỏe đẹp luôn cô chú anh chị này. Có 230 cho 1 kg thôi. Hoàng thảo xoắn. Và bên này thì hôm nay em có những cây lan hài. Trước tiên là dòng lan hài Trần Liên của chú anh chị này. Dòng lan hài Trần Liên này thì ai là những người chơi lan hài, đặc biệt là những chơi lan hài, chắc chắn là không thể thiếu những phần cây hài Trần Liên này cho cái bộ sưu tập những cây lan hài rồi. Lô Trần Liên như vậy em xin phép được bán với giá 90.000 cô chú anh chị nhé. Người ta bán cái dòng hài Trần Liên này một chậu vài ba cây cũng đã trên 100.000 rồi cô chú anh chị ạ. Đó, cái dòng hài này thì nó cũng khá là giá cao. 90.000 cho một lô. Và bên này đây sẽ là dòng lan hài Helen, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng đấy ạ. Hài Helen thì em xin phép được bán với giá là Helen bán với giá là 80.000 cho một lô nhé. Chỗ này chắc cô chú anh chị cũng phải làm được 3-4 chậu. Sang bên này đây thì em có cái dòng hài mốc hồng với giá em bán là 45.000 cho lô hài mốc hồng này. Hai lô quế lan hương hàng thanh lý. Nói chung là nó là hàng thanh lý vẫn đảm bảo cây giống. Em bán lô này với giá là 80.000 và lô bên kia với giá là 90.000 hai lô nhé. Huyết nhung vàng này, huyết nhung vàng ở đây. Cái dòng lan này là đặc hữu của vùng Cao Bằng ạ. Cái hoa thì vàng vươn, cánh hoa vươn cao. Nhìn như là những ánh sao của chú anh chị ạ. Em bán một cái lô như vậy với giá chỉ có 70.000 thôi. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiếm bạch ngọc nhé. Dòng này hoa trắng và hoa vô cùng là thơm, bông hoa to. Dòng bạch ngọc này em bán cả lô này với giá là 200.000 cô chú anh chị ạ. Bên này là dòng lan hài, cũng là hài và nó là hài kim. Em bán cả lô này với giá là 110.000. Sang bên này thì em có những cái phần hài hương để coi là chị em song sinh với cả dòng lan hài mốc hồng ạ. Dòng lan hài hương này, em có cái hình này hình số 1 là ba cây khá là lớn. Hình này em xin phép được bán với giá là chỉ có 130 thôi cô chú anh chị ạ. Riêng dòng hài hương người ta bán mỗi một cây đã trên 100.000 rồi. Và hài hằng ấy cô chú anh chị. Đấy, và có những cây hài hương nhiều nơi người ta bán trên 100.000 luôn ạ. Ở đây em có ba cây khá là lớn cô chú anh chị nhé, với giá chỉ 130. Cái này là một cái lô hài hương số 2, hình số 2, 6 cây luôn ạ. Em bán với giá là cũng là 130. Và hài hương số 3, cái lô này có đến 11 cây với giá chỉ 100.000. Và hài hương số 4, 17 cây với giá cũng chỉ 100.000. Và hài hương số 5 thì 12 cây giống với giá em bán là 100.000 nhé. Và bên này đây thì em có những cây này gọi là cái cây hoàng thảo lông trắng của chú anh chị này. Hiện tại đang cây đang bắt đầu lên những cái mầm chồi tơ mới rồi đấy ạ. Lông trắng em bán 320.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg cô chú anh chị nhé. Để cô chú anh chị sưu tầm đấy ạ. Để cô chú anh chị thấy này. Đó, cây đang bắt đầu hiện tại bắt đầu lên những mầm chồi mới. Nên là cô chú anh chị yên tâm luôn đi cô chú anh chị này. Hai lô hoàng thảo nghệ tâm cực kỳ là xinh đẹp luôn cô chú anh chị. Ít có những cái cây nghệ tâm nào mà được dài mướt đẹp như thế này lắm. Hôm nay em có 2 cái lô như vậy, em bán một lô là 50.000 nhá. Và một cái khúc nghệ tâm này cho cô chú anh chị nào mà cảm thấy là lười ghép nghệ tâm, cô chú anh chị có thể lấy luôn nguyên một cái giò như vậy này. Em bán cái khúc nghệ tâm này với giá là 100.000. Đó, 100.000 cô chú anh chị nhá. Hiện tại cây đang lên mầm, nó vừa ra hoa xong ấy. Nên là nhìn nó không có được đẹp mã thôi đâu, nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị về trồng một dạo nữa nó sẽ lên mầm xanh, và đặc biệt là cái mùa hoa thì cô chú anh chị sẽ có một tác phẩm, một giò nghệ tâm cực kỳ là xinh để cô chú anh chị thưởng thức luôn đấy ạ. Một lô phi điệp vàng rất là nhiều luôn, em bán lô này với giá là 100.000 cho mùa vàng tháng 8 ạ. Sang bên này thì em có rất là nhiều những dòng hàng lan thuần, cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái bảng giả hạc Pháp, hàng đẹp lộng lẫy như thế này cô chú anh chị nhé. Những cái giò như vậy thì đến Tết đảm bảo cô chú anh chị sẽ có một cái suối hoa tuyệt vời luôn. Rơi vào 8-80 thân hoa trở lên ạ. Em bán với giá chỉ có 160.000 thôi cô chú anh chị này. Và sang bên này đây thì em có những cái giò, cái chậu này là những cái chậu giả Hawaii tím xưa, một chậu như vậy cũng rơi vào 4-5 thân trở lên, hàng đang đi ngọn rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Đấy, có những cây dài nhất thì nó cũng đã khoảng tầm 40 cm rồi, hiện tại là hàng nó đang đi ngọn. Tam bảo sắc cũng vậy, có những ngọn nó đã dài trên 40 cm cô chú anh chị ạ. Đến cuối năm cô chú anh chị được cái giò lan quá đẹp luôn. Cái giò này thì em chỉ bán với giá là 150.000 thôi, Hawaii tím xưa nhé. Còn phi điệp cánh viên, một cái mặt bông mà cô chú anh chị biết là đi dự rất là nhiều những hội triển lãm về hoa lan được giải cực kỳ là cao. Phi điệp cánh viên một chậu cũng rơi vào 4-5 thân trở lên với giá 160. Sau bên này thì em có những cái chậu đen đỗ mắt đen, thân căng mượt,
mỡ màng như thế này. Riêng cái dòng đen đũa mắt đen này không cần ngắm hoa mà ngắm thân cũng đã đủ mê rồi. Chậu thì rất là khủng, rơi vào 7-80 thân hoa trở lên, rất là đẹp. Em bán với giá chỉ có 190 thôi cô chú anh chị nhé, 190 một chậu. Tiếp sang bên này đây thì em có những cái chậu này là Hawaii trắng xưa. Bình thường em bán là 150 cho một chậu. Thì hôm nay cái chậu này em sẽ bán là 140, 3 thân rất là tuyệt vời, 3 thân cực kỳ là đẹp. Cái chậu bên này cũng với giá là 140 cô chú anh chị nhé. Sang bên này thì em vẫn có đây là những cái cây lan nam. Bên này là những cái cây lan nam vũ nữ. Nếu như cô chú anh chị là những người yêu mến những dòng vũ nữ thì chắc chắn là không thể bỏ qua những cây vũ nữ này rồi. Sô cô la baby và hoa thơm ngọt ngào tuyệt vời luôn ạ. Dòng vũ nữ sô cô la baby này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho một chậu, hiện tại đang có cần hoa. Đấy, cần hoa phân nhánh chi chít như vậy thôi luôn ạ. Hoa rất là thơm, dễ thuần, dễ chăm. Dòng lan tiểu thần tiên nhé, em bán với giá tiểu thần tiên là 140.000 cho một chậu. Cái dòng lan này nghe đến tên của chú anh chị chắc hẳn biết cái mặt bông của nó rất là xinh đẹp rồi. Tiểu thần tiên với hoa trắng và họng đỏ. Và sang bên này thì em có cái dòng lan là ngọc nữ, hoa tím, hoa sắc tím. Chậu thì hiện tại cũng đang hai cần hoa, em bán với giá là cũng là 140 nhé. Và bên này sẽ là những cây lan hài, vẫn là những cây lan hài đấy ạ. Mauzie đỏ với sắc hoa đỏ thắm nhé, cực kỳ là bền hoa. Mauzie đỏ với giá là 150.000 cho một chậu. Sau bên này sẽ là dòng Mauzie xanh. Đó, cây thì to bự chảng như thế này. Em bán Mauzie xanh một chậu là từ 2 thân trở lên với giá 250 cho một chậu. Sau bên này sẽ là cái dòng lan hài vân của chú ý chị ạ. Mỗi một chậu như vậy là có 2 cây. Em bán giá chỉ có 120 thôi. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan hài Lecochilium, giá trên thị trường tầm ít nhất là 250 của chú ý chị. Lecochilium một cái dòng lan đẹp, hoa rất thơm, đáng sưu tầm. Và em bán là 150.000, xả hàng thanh lý với giá 110 trong một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Bên này vẫn là những cái cây lan hài. Đây là những cái cây lan hài của rừng Thái cô chú anh chị nhé. Trước khi mà em nhập về thì cái cây của nó, hàng này thì nó khá là héo rũ và nó mất nước bởi vì là chuyển xa ấy. Nhưng những cây này thì em đã dưỡng và hiện tại là cây đã bắt đầu là ra những cái rễ non tơ mới rồi như thế này cô chú anh chị này, nên là cô chú anh chị yên tâm luôn là hàng đây, cây giống hiện tại đã rất là khỏe đẹp luôn rồi ạ. Yeah. Và em có gọi đây là phần số 1. Phần số 1 thì có đây 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề, 5 dề. Em bán là 220. Và cái hình số 2, phần số 2 nó là nguyên 2 dề khá là lớn của chú anh chị này. Đây, dễ đang bắt đầu là đâm ra hết rồi. Em bán cái lô này, 2 dề này với giá là 180.000. Và lô phần số 3 em bán với giá sẽ là, đây, có 4 dề như vậy của chú anh chị này. Đấy, đây đang bắt đầu là bắn ra những cái rễ non mới rồi. Và cái phần này em bán với giá là 200.000 cô chú anh chị nhé. Riêng dòng này thì cô chú anh chị có thể tìm hiểu giá trên thị trường. Cô chú anh chị có thể thấy là 1-2 năm trước thì giá của nó có thể là lên đến cả triệu trên một thân. Đấy, giá của nó rất là khủng. Mà hiện tại thì cô chú anh chị em bán giao lưu ở đây thì em nghĩ rằng là không, chắc chắn một điều là không có nơi nào có cái giá rẻ như vậy đâu ạ. Và tiếp sang bên này thì em có rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những hình lan ưng ý nhất nhé. Đặc biệt là hôm nay em có những cái giò dáng hương đuôi cáo, những quây quế lan hương, em sẽ xả hàng để cô chú anh chị có thể sưu tầm được những cây giá rẻ, những cái lan giá rẻ. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị ạ. Trước tiên sẽ là hình dáng hương đuôi cáo của chú anh chị này, cái hình dáng hương đuôi cáo số 6, em gọi đây là hình số 6 nhé. Có 7 cây cáo khá là lớn của chú anh chị ạ, 7 cây cáo khá là lớn và hiện tại thì đang có một cái cây còn nụ này. Khi nãy em bán với giá là 170.000 cho hình này ạ, 7 cây cáo. Sau hình tiếp theo là hình số 7, 5 cây, hình này có đến 15 cây nhé, 15 cây nhỡ, xinh đẹp như vậy. Hình này em bán với giá chỉ có 150.000 thôi. Và hình số 8 này, hình số 8 này có 6 cây, cũng là 6 cây khá là lớn và hình này em bán với giá chỉ có 160.000 thôi. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 9. Hình số 9 này cũng là 6 cây cô chú anh chị ạ, trong đó có cả cây mẹ con nữa này. Đấy, trong đó có cả cây mẹ con. Thì hình này em cũng bán với giá là 160.000 nhé. Và hình số 10 ạ. Số 10 đấy ạ. Hình này thì có tất cả là, hình số 10 này tất cả là 6 cây. Và hình này em xin phép được bán với giá là 170.000 này. Và sang hình tiếp theo, hình số 11. Hình số 11 này là có đến 16 cây cô chú anh chị nhé, 16 cây cáo nhỡ như thế này. Hình này em bán với giá là 160.000. Và hình số 12 có đến 15 cây ạ. Hình này có đến 15 cây cáo tổng nhé. Và hình này thì em xin phép được bán với giá là 170.000. Và hình số 13, đấy, một phần mà cô chú anh chị có thể được hai cái, một phần một chậu cáo cực đẹp và một phần một cái giò cẩm báo nữa cô chú anh chị nhé. Và cái lô này thì em xin phép được bán đây, bao nhiêu cây cáo đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây cáo. Và cái cẩm báo này cũng 5, 6 cây thì ạ, 2, 3 này, 4,
5-6 cây. Đấy. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 170.000 ạ. Để hai cái phần hai chậu lan đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Sau bên này thì em có một cái ngọn cáo nguyên bản hình 14. Em bán cái hình này với giá chỉ có 80.000, là giò cáo nguyên bản hình số 15, cũng là một giò cáo nguyên bản và đang thuần ở đây là nguyên bản, nhưng người dân người ta mang về treo ở vườn nhà rồi hay sao ấy. Thì cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 180.000. Cây bản lá to và hai cần hoa cực kỳ là đẹp cô chú anh chị. Bản lá to hai cần hoa rất là đẹp nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Hình số 16 ở đây em xin nhắc thêm là ở đây này dân người ta không giữ được lá nên là về nó bị dập mất hai cái lá như thế này nhá. Sang hình tiếp theo hình 16 em bán 220 cho cái chậu này này. 210.000 cho cái chậu này. Với chậu cáo xếp mà bản lá láng bóng rất là đẹp và đang có một nụ hoa. Chậu này có 3 ngọn. Tiếp theo sẽ là hình số 17 em bán cũng với giá là 220.000, chậu này có 4 ngọn nhé. Và hình 18 là hai cái cần hoa, chậu này đang có hai cái cần hoa. Cái cần hoa kia thì bị hỏng cái một ít phần bên kia rồi và chậu này em bán với giá là 210.000. Và chậu số 19 150.000, cái chậu này đang có hai cây và một ngồng hoa. Chậu số 20 này em bán với giá là có 5 cây ạ, đang có một cần hoa ở đây. Chậu này em bán với giá 210.000 nhá. Em nhảy góc một chút xíu, ở chỗ này em xếp sau một chút này. Cái hình tiếp theo sẽ là hình số 53, một cái chậu cáo rất là đẹp và đang hai cần hoa tuyệt vời như thế này, với giá chỉ có 200. Chậu 50. Chậu 50 ở đây ạ. Chậu 50 xanh mướt đẹp bản lá to nhé. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 210.000. Và chậu số 51 em bán với giá là 220.000 cho chậu 51 này. Đó, là có 4 cây rất là to đẹp nhé. Và chậu số 52 ạ. Chậu 52 này em xin phép được bán với giá là 220.000 cho chậu 52. Chậu này cũng đang có 4 cây và một cái cần hoa rất là đẹp. Đấy, hàng đã thuần rồi, về cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chơi thôi. Hình số tiếp theo là hình 53. 53 em bán với giá là 250.000, chậu này đang có 2 cần hoa của chú anh chị nhé. Bên này sẽ là những cái hình quế lan hương mà hôm nay em sẽ bán xả thanh lý nhá. Cái hình số 21 này, hình 21 này ba cái ngọn quế rất là to, bình thường em đang bán 240. Hiện tại thì em sẽ để với giá là 200.000 cho cô chú anh chị ba ngọn quế này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 22. Cô chú anh chị hàng quế thì tầm mùa này cô chú anh chị về ghép yên tâm luôn ạ. Khoảng tầm nửa tháng nữa thôi là cây sẽ cho nụ trong hoa nhá. 22 ba cây với giá em bán là 180.000 đi cô chú anh chị, ba cây thẳng tắp luôn ạ, 180 nhé. Và sang hình tiếp theo là hình số 23, 160.000 cho hai ngọn quế này. Ở đây thì hai ngọn quế này thì có cả cây mẹ con này, cái bản lá của cây này rất là to. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24 ạ. Cái lô quế này có 3 ngọn. Ba ngọn quế này thì này em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 200.000 đi cô chú anh chị nhá. 200.000 ba ngọn quế. Và hình tiếp theo là hình số 25. Ở chỗ này có một cái rề với cả thêm một cái ngọn cong bên dưới này cô chú anh chị này. Hình này em bán với giá là 200.000. Và sang hình tiếp theo là một cái lô quế hình 26. 26 này có tổng tất cả là 16 đầu ngọn cô chú anh chị, 16 đầu ngọn lớn nhỏ, em bán với giá chỉ 150.000 thôi. Và sang hình tiếp theo là hình số 27. Hình này là hình số 26, hình này sẽ là hình 27. Thành hình 28 này, hình 27 cũng biết là đi đâu rồi. Hình 28. Hình 28 này thì có, em thấy là hiện tại là đang có 3 ngọn quế nhỉ. 3 ngọn quế này em xin phép được bán với giá là 180.000. Và sang hình bên này sẽ là một chậu điệp tím của vùng Cao Bằng. Chậu điệp tím của vùng Cao Bằng này đang có 3 cái thân hoa này cô chú anh chị, 3 cái thân hoa, 3 cái thân đang nụ. Và cái đây là cái dòng điệp mà thân nù lá, thân nù nhá, lá nhựa cực kỳ là đẹp, bông hoa sát bóng. Cái chậu này thì hai cái thân đang lên rất là nù đẹp luôn này cô chú anh chị này. Cái chậu này em bán 200.000 cho đậu chậu điệp tím này của vùng Cao Bằng này. Cái chậu này sang hình tiếp theo là hình số 30, em bán là 140 cho cái chậu này này. 140 cho bảng long tu xuân này, rất là nhiều mầm nhá. Sau bên này sẽ là em có một cái giò đây này, đấy giò hoàng thảo xoắn nguyên một rề xanh lá này. Cái rề này em xin phép được bán với giá là 250.000 cho rề này. Và sang hình tiếp theo em có bán hàng cân bên kia chỉ có 230 thôi cô chú chị nhé. 32 một cái lô này em xin phép được bán với giá chỉ có 150.000 ạ. Và 33 này, 33 em có một cái phần này là bạch đỏ. Bạch đỏ này em xin phép được bán với giá là 90.000 cho hai rề nhé cô chú chị nhé. Sang bên này là hai cái trâu rất là to, hai cái trâu rất là to này, xin phép được bán với giá là 150.000 cho hai cây này đi. Hôm nay em xả nốt nhé. Và hình 35 chỗ này là có 4 cây, hai cây lớn và hai cây nhỏ. Chỗ này em bán với giá là 180.000. Và sang hình tiếp theo là một rề bạch ngọc đuôi công rất là đẹp đấy ạ.
Bạch ngọc đuôi công hoa nở Tết, một trong ít những cái dòng lan mà nở Tết mà có lẽ là được coi là một trong những cái dòng lan bán sơn địa đẹp nhất trong tất cả dòng lan. Hoa cực kỳ là rực rỡ, bền hoa, rất thơm, nở đúng thời điểm Tết. Cái rễ như vậy cô chú anh chị thấy là cái phần gốc của nó khá là lớn và dòng lan xòe tròn đẹp đều như vậy. Là về cô chú anh chị sẽ rất là dễ thuần, dễ chăm nhá. Bán rễ này thì giá là 180.000 như thế này. Cái giò dáng hương tam bảo sắc. Giò dáng hương tam bảo sắc hình 37 em bán với giá là 160 thôi. Hiện tại là cây đang nụ nhá. Để cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chơi thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 38. Cái hình 38 này thì em thấy là đang có 3 cái phần nụ ở cái tam bảo sắc này này. Về cô chú anh chị cũng chỉ việc treo lên để tưới tắm thôi. Cái hình 38 này thì em bán 160 và 39. 39 tam bảo sắc cô chú anh chị em bán với giá cũng chỉ có 150.000 thôi, rất là xinh. Đó, và hình tiếp theo là hình số 40. 40 này em bán với giá 150.000. Và 41 cũng đang có 2 phần nụ nhá cô chú anh chị nhá. 41 là những giò, đây là những giò phi điệp vàng cô chú anh chị ạ. À, cái hàng mầm xanh cho mùa hoa tháng 8 đấy ạ. Cái giò này thì rất là đẹp luôn này. 6 cái cần hoa nhé quý anh chị nhé. Tươi mướt dài đều đẹp như vậy. Em bán chỉ có 150.000 cho giò này thôi. Và hình số 42 em cũng bán là 150.000 đây cô chú anh chị này. 150.000 cực kỳ là xinh ạ. Đó, 150.000. Và hình tiếp theo là hình số 43 em cũng bán với giá là 150.000 đây. Đó, rất là nhiều mầm đẹp như thế này nhé. Bên này đây thì kiếm tiên vũ, em có bán hàng cân bên kia là 110 hoặc cô chú anh chị chọn theo hình này cũng được này. Em bán cái chậu tiên vũ này với giá giò tiên vũ này. Ở hình 45, tiên vũ 45 với giá em bán là 120.000 nhá, ngắn mập và côn lùn rất là đẹp luôn. Và 46 em bán với giá là 150.000 và ở bên này là 43 chứ, bản lá rất là to luôn. Thì hình này em bán 9.000 thôi. Và một cái rề này là hình số 47. Mới rề gà của vùng Cao Bằng siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Rề gà này em đếm sơ sơ là vừa mùa hoa vừa rồi thì có lẽ nó gần đến tầm 20 cái thân hoa cô chú anh chị nhé. Và mùa tiếp tới này thì em nghĩ là số thân hoa của nó cũng không giảm, đảm bảo cô chú anh chị là khi mà cô chú anh chị sở hữu giò nó như thế này, nếu như đang mùa nụ giá chắc chắn không rơi dưới 1.000.000 cô chú anh chị ạ. Cây thì dài mướt, thân cực căng và đẹp luôn, mầm gốc đang lên rất là nhiều cô chú anh chị. Em bán giò này với giá là 250.000 nhé cái hình này ạ. Và hình tiếp theo là hình 48. Một cái rề này thì quá thực sự phải nói là cái thân đều và vô cùng là đặc sắc luôn. Cái rề gà 48 này cô chú anh chị này, cái tác phẩm tuyệt vời luôn. Một cái giò lan rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Em bán rề này thì giá 300.000. Và một rề thông đất rất là to bự ở đây ạ. Một cái rề thông đất rất là to bự ở đây này cô chú anh chị này. Em bán rề này thì giá là 300.000 nhá. Và hình tiếp theo là hình số sang bên này sẽ là một cái hình một số những cái hình dòng lan va. Ở đây em có dòng Phú Thọ và dòng HO, hàng chuẩn ươm ki của chú anh chị nhé. Em có cái dòng HO, gọi là HO số 1 này, với giá 450.000 của chú anh chị này. HO số 2 với giá cũng 450.000. HO số 3, 450.000. Và HO số 4 với giá cũng là 450.000 nhé. HO số 5 giá cũng là 450.000. Cái thân mẹ ở đây phải dài gần 30cm rồi của chú anh chị ạ. Hai mầm gốc đang lên. Một giò dáng hương đuôi cáo siêu vip đẹp, đẹp luôn cô chú anh chị. Hiện tại là cái giò này em đang đếm được là 5 cần hoa của chú anh chị nhá. Và hàng là xếp bản là to, dày dặn, rất là đẹp luôn. Giò này thì em đã trồng thuần ở vườn nhà em rất là lâu rồi. Ở chỗ này, dưới này, trước kia là dưới phần dưới này, cô chú anh chị thấy là nó nguyên một rề. Nên là khi mà sổ hoa thì nó rất là đều hoa, cần hoa rất là đều như thế này. Này thì em có 1 này, 2 này, 3, 4, 5 cây. Hiện tại thì đang lên một cái cây con ở bên trong này nữa. À đây, cây bên trong này nó bị hỏng ngọn nên là mọc lên cây con ở đây này. 1, 2, 3, 4, 5 cây. 5 cây và 3 cần hoa rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Và bên trên này là một cái ngọn này là xếp V thẳng tắp nữa này. Và trên này, đặc biệt là trên này thì em có hai cái ngọn xếp V cực kỳ là đẹp. Đây, hai ngọn xếp V cực đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Mỗi một ngọn xếp V như thế này thôi thì chắc là người ta cũng đã bán lên đến cả 100.000 rồi cô chú anh chị ạ. Hai cần hoa dài tít tắp cho hai cái ngọn này luôn ạ. Cần hoa mập khỏe rất là dài. Và cái hình này thì cái giò cáo thuần này em xin phép được bán với giá là 600.000 cô chú anh chị nhé. 600.000. Và cô chú anh chị nào lấy thì cọc trước cho em 200. Còn sang bên này thì em có rất là nhiều những đặc sản của vùng miền Cao Bằng. Đặc sản của vùng miền Cao Bằng thì ở đây hôm nay em về ạ, rất là nhiều luôn. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là mắc mật. Cái mắc mật này thì em thấy là đâu là chắc là trong một số tỉnh ở phía Bắc là trồng được cây mắc mật này thôi. Một cái gia vị rất là tuyệt vời cô chú anh chị nhé. Ví dụ như là om vịt hay là hầm chân giò vân vân, rất là nhiều cái
cái món ăn mà sử dụng cái gia vị mắc mật này ngon tuyệt vời luôn. Đây là đặc sản mắc mật khô, đã quả mắc mật đã được phơi khô. Em bán một túi như vậy với giá 120.000 ạ, là 1 kg cô chú anh chị nhá. Miếng rong the đén 100 cũng là 100.000 cho một túi 1 kg. Măng lưỡi lợn với giá là 200.000 chứ. Dễ mũi tần với giá là 120.000 cho 1 kg. Sang bên này là cái nấm ngọc cầu với giá là 150.000 cho 1 kg. Và chuối hột cô chú anh chị thấy là đẹp lung linh luôn. Cái này, cây này, loại này thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng về dược liệu tuyệt vời luôn ạ. Chuối hột này vừa lành tính nữa. Em bán với giá là một túi như vậy là 100.000 cho một túi 1 kg. Tầm gửi cây chanh 220 và tầm gửi cây nghiến 190 và hoàng tinh 200 cô chú anh chị nhé. Sang bên này thì em có rất nhiều những cái chế phẩm và tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông có đủ size 1, 2, 3, 4 và vỏ thông vụn đồng giá là 20.000 trong kg nhé. Giớn vụn với giá thể chống lan tuyệt vời với giá là 50.000 trong kg. Và rêu rừng 1 kg siêu nhiều luôn với giá là 50.000 trong kg ạ. Bên này sẽ là Atonic 10.000 trong gói này, duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000. Dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ, Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp nhé. B1 Thái 40.000 và B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. Siêu dư dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 cho một lọ nhé. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá là 30.000 cho một lọ. Và ba loại phân bón lá em bán đồng giá là 35.000 cho một lọ. Kinkinbum. Cái dòng Kinkinbum đặc trị thối nhũn nặng, giá em bán là 25.000 cho một gói. Chicho để ma phân bón kháng nấm 15.000 cho một gói. Một cái túi như vậy là 1 kg lên đến giá chỉ có 50.000 thôi. Cái này là một cái hộp như vậy cũng là 1 kg chicho để ma 130 nhá. Phân bón tặng túi lọc với 20 túi lọc bên trong, cung cấp dinh dưỡng cũng như kích dễ tuyệt vời với giá là 35.000 cho một hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong. Dây buộc lan chiều dài 100m dao cắt kèm theo tiện dụng cực kỳ luôn với giá là 35.000 cho một cái cuộn như vậy. Và bên này sẽ là cái phân trường quế nguyên chất với dòng cao cấp ạ. Với giá em bán là 35.000 cho một túi 1 kg nhé. Bên này sẽ là sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh. Cái sản phẩm này được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương nhé. Với sản phẩm như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 35.000 thôi và 1 kg. Cái sản phẩm này ở trên thị trường có chính trị tìm hiểu về dòng phân trâu. Chú ý chị có thể thấy là người ta bán chỉ có phân trâu qua xử lý và nén viên, giá không dưới 60.000 đúng không ạ? Cô chú anh chị có thể tìm hiểu giá trên thị trường, khẳng định luôn. Mà ở đây thì bên em giá của dòng phân châu bên em không chỉ có phân châu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương, mà em bán ở đây chỉ có 35.000 thôi cô chú anh chị nhé. Một cái sản phẩm mà cái chất lượng vô cùng hoàn hảo, cực kỳ là rẻ so với thị trường. Ở đây thì cái sản phẩm này bên em không mua qua trung gian, nên là ngay tại xưởng sản xuất, nên là cô chú anh chị đảm bảo một cái sản phẩm gọi là chất lượng tuyệt vời, mà giá thành thì em khẳng định là không nơi nào có được. Với dòng sản phẩm phân châu này nó lành tính hơn rất là nhiều với tất cả những cái sản phẩm phân bón khác đối với cây lan nhé. Và sang bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt. Em bán 40.000 cho một lọ. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và mùi hương của nó có thể giúp cô chú anh chị cảm giác thư giãn tuyệt vời ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Ở đây thì em có hai cây này thì rất là to luôn, cái tổ quái ạ, nhưng mà đã có khách hàng đặt hàng rồi nên là em sẽ không giới thiệu nhé. Xin phép dừng clip ở đây.